À, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các em vẽ cái chi tiết này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái thư mục. Bữa nay ngày mấy em? M00010120. Rồi tạo cái project, thiết lập thư mục làm việc. Ok, đặt tên cho project net finish. Nè, khi nào mà thấy cái dấu tích mà nó ở cái đây nè là mới đúng ha. Done. Rồi bây giờ tôi sẽ vẽ cái chi tiết, nhưng mà trước khi vẽ chi tiết thì ta tiến hành ta phân tích nó trước. Thì cái chi tiết này ta sẽ phân tích thành các cái feature như sau, mà mỗi người sẽ có một cách phân tích khác nhau. Thì đầu tiên tôi sẽ vẽ cái này, cái feature thứ nhất là cái hình này. Nếu như phân tích trực tiếp trên hình 3D là cái hình này đây. À, tôi vẽ đại khái thôi đó. Đây là feature 1. À, còn feature 2 tôi sẽ vẽ sau. Feature 2 tôi đổi thành cái màu màu xanh này đi. Feature 2 là khúc này. Thấy chưa? Rồi. Và feature 3. À, feature 3 là cái trên đây. Đó là mình phân tích cái feature. Rồi thêm một cái feature nữa tôi vẽ rời cho nó cho các em dễ hiểu. Tiếp theo là feature 4. Feature 4 là cái lỗ này. Vậy thì feature 1 áp dụng lệnh gì? Feature 1 là áp dụng lệnh định chiều. À, tiết diện của nó là hình gì? Tiết diện của nó là cái viền này nè. Hết luôn. Và tiết diện nó được vẽ trên mặt phẳng nào? Được vẽ trên mặt phẳng XY. Tiếp, feature 2. Feature 2 là này. Tiết diện của nó là hình gì? Là cái hình này nè. À, được vẽ trên mặt phẳng của feature 1. Feature 3, tiết diện là hình gì? Tiết diện là hình này nè. À, mà nó được vẽ trên mặt phẳng nào? À, không được vẽ trên feature 1. Rồi bây giờ ta tiến hành ta làm rồi ta mới thấy được thằng này. Còn feature 4 là feature được vẽ trên feature, cái mặt phẳng của nó sẽ, tiết diện của nó sẽ được vẽ trên feature 3. Rồi giờ ta tiến hành như sau. New, chọn matrix, chọn standard, create. À, hiện tại bây giờ bên đây của chúng ta thấy là nó không có cái feature nào. Giờ ta tiến hành vào lệnh sketch để ta vẽ. Đó, chọn cái mặt phẳng XY. Xong rồi coi biên dạng. Biên dạng, rồi R50. Ta vẽ ra cái hình cho nó giống rồi đã. Tôi vẽ ra cái hình này. Tôi vẽ ra cái vòng tròn bắt trung điểm. Rồi xong sao? Tôi trim nó đi. À, tôi ràng buộc cho nó vô giữa, nằm ngang vô giữa. Rồi thẳng đứng cạnh này trùng với cạnh này luôn. Rồi giờ bắt đầu đo kích thước, chỗ đây là 5 50. Rồi cái độ dài là bao nhiêu? 120, 26. Độ dày là bao nhiêu? Là 12. Rồi
126 mà trừ đi 50 là ra nhiêu? 126 trừ trừ 50. Đó, chúng ta có thể trừ trực tiếp vào đó luôn. Ok. Ha. Như vậy là tiết diện đã vẽ được chưa? Đoạn này tôi vẽ bị xéo rồi nè, ràng buộc thẳng đứng. Ừ. Rồi còn thiếu cái gì? Nó chưa biến đổi màu nè, nó chưa biến đổi màu rồi, để tôi thử, tôi kéo thử coi nó bị cái gì. À, chỗ này là không có tiếp xúc. Tiếp xúc. Rồi. Chỗ đây nó cũng chưa biến đổi màu, tôi kéo thử. Cũng không tiếp xúc. Thấy không? Mình thấy vậy đó, nhưng mà nó không đúng ràng buộc. Ok, giờ đã đổi màu rồi. Finish. Sau đó ta dùng lệnh Achieve. Độ cao là 10, 12. Như vậy đúng cái feature 1. Ha, lưu lại. Feature 2 là lấy cái mặt phẳng của feature 1 để làm. À, lấy mặt phẳng này để vẽ tiết diện. Vẽ hình chữ nhật. Bắt điểm này. Bắt điểm này. Rồi, độ dày bao nhiêu? Cũng là 10. 12, độ rộng là 12. Kéo lên là 12 là còn lại là 8, đúng không? Đo kích thước ra. 12. Ok. Achieve 8. Đó. Rồi. Feature 3. Feature 3 là cái tiết diện này. Đây. Cái viền này. Nhưng mà được vẽ ở đâu? À. Nó được vẽ trên cái mặt phẳng hợp với lại cái thằng này một góc là 30 độ. Chứ không có vẽ trên cái feature nào được hết á. À. Mặt này là mặt suy. Ừ. Như vậy thì trong trường hợp này chúng ta cần phải tạo ra mặt phẳng. À, mình nhớ nha, trong quá trình vẽ tiết diện thì chúng ta phải có mặt phẳng. Ví dụ như hôm bữa mình học là lớp mình là chiều thứ năm đúng không? Ok, hôm bữa mình học đây. Một tiết diện được gọi là xác định khi mà nó phải xác định về cái mặt phẳng nè, nó thuộc mặt phẳng nào nè. Ừ. Thì mặt phẳng có ba dạng. Một dạng là thuộc các cái mặt phẳng chuẩn. Ví dụ đây, vẽ trên các mặt phẳng chuẩn này. Dạng thứ hai là thuộc feature trước đó, ví dụ như này. À, nhưng mà trong tình huống này của ta là chúng ta không có chọn được mặt phẳng trước đó. Mặt phẳng chuẩn mà cũng không có lựa chọn được cái mặt phẳng của feature trước đó. Nên trường hợp này chúng ta phải sử dụng trường hợp thứ ba là gì? Tạo ra. À, tạo ra mặt phẳng. Vậy thì trước khi phải vẽ feature 3 thì chúng ta phải tạo ra một mặt phẳng chuẩn. Và cách tạo như sau. Ta vào cái lệnh có tên là blend nè, work blend nè. Thấy không? Rồi. Ta nhấn cái mặt phẳng này. À, tức là ta sẽ tạo ra một mặt phẳng mới bằng cách là gì? Đi qua một cạnh và hợp với một mặt phẳng nào đó, nhấn Ctrl ha, nhấn Ctrl. Một góc là bao nhiêu? Hình dung không? Thì lúc này cái mặt phẳng của mình là khoảng cỡ này nè, như vậy góc của mình là trừ 30. Trong đây nó nhận nhận là trừ 30. Finish. Thấy chưa? Thì lúc này mình mới có mặt phẳng mình vẽ. Còn nếu mình không tạo ra, mình không có mặt phẳng. Hoặc là một số trường hợp, ví dụ như tôi tạo thêm nè. À, ví dụ như mình muốn tạo một mặt phẳng song song vào mặt phẳng này. Chọn vào mặt phẳng. Chọn vô. À, kéo ra. Chọn vô là kéo ra nè. Tôi delete cái này nó làm lại. Mặt phẳng chọn vô kéo ra. Thấy không? Thì có nghĩa là tạo một mặt phẳng song song với một mặt phẳng khác. Còn trong trường hợp của mình là tạo một mặt phẳng đi qua một cạnh mà hợp với mặt phẳng khác một góc, thì lúc này tôi mới đủ điều kiện tôi dựng cái feature 3 vào sketch vẽ tiết diện. À,
thì tiết diện của mình là hình gì? R3 38. Ở đây là bị thiếu cái chiều dài này rồi ha, mới chỉ bị thiếu chiều dài rồi. Ok, đưa vào là rectangle, vẽ đại ra rồi, rồi trim nó đi ha. Rồi ràng buộc tiếp xúc đo đường kính R 28. Ok, ràng buộc vô giữa điểm này, vô giữa với này ha, chạm vô luôn này, chạm vô này. Rồi đo kích thước bị thiếu thì chúng ta đo ra. Ví dụ đây là mình cho là bao nhiêu? 50 đi. Ủa 38 hay 28 vậy? 38. À, rồi, ok. Đó. Bắt đầu ta tiến hành là lệnh Excel. À, nhưng mà ở đây khoảng cách là bao nhiêu? Khoảng cách Excel là bao nhiêu? Không biết. Đúng chưa? Vậy thì lúc này chúng ta không áp dụng cái phương pháp là Excel với một khoảng cách, mà chúng ta Excel đến một cái mặt phẳng nào đó. Hình dung không? Thì chúng ta chọn chữ trừ ha. Excel tới cái mặt phẳng này. Thấy chưa? Rồi, ok. Rồi sau đó chúng ta ẩn cái, chúng ta giấu cái mặt phẳng này đi. Chúng ta giấu mặt phẳng này đi bằng cách như sau. Chọn vô cái mặt phẳng, kích chuột phải chọn visibility. Thấy chưa? Hoặc là chọn vô cái feature này, kích chuột phải chọn visibility thì nó ẩn đi. À, đó, cái này chính là cái chỗ khó của cái bài của mình nè. Giờ qua rồi. Bây giờ tiếp theo đục cái lỗ này. Đục cái lỗ này thì mặt phẳng có chưa? Mặt phẳng vẽ có chưa? Mặt phẳng là mặt này. À, vào sketch, vẽ mặt phẳng. Muốn cho hai này, tôi cố tình tôi vẽ rời nè. Muốn đồng tâm thì chọn vô đây. Này đồng tâm với này. À, rồi. Hàng ở trong bán kính là bao nhiêu? 38 hả? Đường kính 38. Ok. Rồi, khi mình bớt vật liệu ha. Và mình nhìn cái đề nè. À, nó cũng kéo tới này luôn. Như vậy lúc này chúng ta sẽ chọn cái trừ tới đó. Thấy không? Rồi, lưu lại. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành xuất bản vẽ luôn. Ha. Thì cái bản vẽ này nè, nét khuất nhiều quá, nhiều lúc nó làm rối cái hình, nên là tôi xuất lại, à, xuất bản vẽ lại để cho nó tốt hơn. Và ta làm như sau. Để xuất bản vẽ, các bạn cũng vào new, tạo một tập tin mới, nhưng mà chúng ta chọn cái mục là xuất bản vẽ drawing ha. Và ta chọn cái chuẩn là ISO IDW nha. Create. Ở đây mặc định của nó là bản vẽ A3, tờ giấy A3. Đó, đây là phóng to thu nhỏ nè. À, và bản vẽ của mình đây là tờ giấy A3. Vì sao mình biết A3? Kích chuột phải vào cái chữ sheet, chúng ta chọn edit sheet. Thì chúng ta thấy khổ giấy nè, size là A3 nè. À, ta chọn A2 thôi. Ý, xin lỗi, ta chọn A4 thôi. Ok. Rồi. Thì cái việc tạo khung tên này hôm sau chúng ta sẽ làm. Còn bây giờ chúng ta tập xuất bản vẽ trước. Thì đầu tiên cái mặt khung nhìn đầu các bạn phải xác định được nè. Bây giờ tôi ví dụ tôi chọn là các bạn chọn cái góc nhìn nào là thấy đường nét nhiều nhất là cái đường đó là đường chuẩn. À, ví dụ theo tôi là tôi chọn cái hình này là hình chuẩn nè, bởi vì nó thấy được nét liền nhiều nhất. Hình dung không?
Và đây người ta gọi là hình chiếu cơ bản. Vậy thì tôi mới chọn cái chữ Base nè. Base nè. Đó. Cái bắt đầu nè, tôi xoay cái này, tôi xoay lên. Đó. Và đây chính là hình chiếu bằng của mình. Tôi lấy hình chiếu bằng làm hình chiếu cơ bản. Còn chúng ta muốn tăng tỷ lệ, ví dụ giờ ta muốn tăng lớn ra, ví dụ tôi chọn là tỷ lệ 1:1. Nhưng mà nếu mà ta tăng 1:1 vậy hồi khổ giấy ta không đủ, nên đây tôi chọn là 1:1:2. À, ok. Thì chúng ta muốn để, ví dụ tôi ok cái đó. Chúng ta muốn để dạng này cũng được, hoặc là chúng ta muốn để dạng khối, dạng tô ổn cũng được. Nhưng mà thường bản vẽ chúng ta ít để dạng này lắm. Để dạng này là sau này in ra nó đen, nó tốn mực. Nên thường chúng ta để dạng là không có tô bóng. Rồi, thì theo cái bản vẽ trong tài liệu của mình thì lý ra phải xuất bản vẽ. Tiếp theo xuất các hình chiếu khác. Thì chúng ta chọn cái chữ Project. Project chúng ta chiếu nè. Hình chiếu đứng nè. Rồi kéo qua hình chiếu cạnh, nhưng mà hình chiếu cạnh ngay đây thì không nên, mà ta chọn create. Tiếp tục ta chiếu tiếp, project chiếu cái này qua, hình dung không? Và khi ta chiếu thì ta không có thấy network. Ví dụ đây nè, không có thấy network. Muốn thấy network thì sao? Click đúp vào cái khung nhìn, đây gọi là khung nhìn, click đúp vào và bỏ cái chế độ là style, bỏ cái chữ style này đi. Và chúng ta chọn chế độ là hiển thị network, hide and line. Thấy network chưa? Nhưng mà bản vẽ thì thường phải ít network thôi. Do vậy lúc này cái hình này tôi không xài, mà tôi xài cái hình này. Tôi áp dụng phương pháp thứ hai là vẽ mặt cắt. Ta vào thanh công cụ có tên là section. Section. Rồi, sau đó chúng ta chọn cái khung nhìn cần cắt. Ví dụ, chọn khung nhìn cần cắt trước đi. Chọn khung nhìn cần cắt trước. Rồi sau đó ta chọn section. Như vậy lúc này nè, ta chỉ cần xác định nè, đưa vô giữa, lấy cái điểm giữa nè, chọn điểm thứ nhất, lấy điểm giữa, kéo ra, chọn điểm thứ hai. Rồi, kích chuột phải chọn continue. Thì khi ta kéo lên, như vậy thì lúc mà mình thể hiện bản vẽ này thì nó thấy rõ cái ruột hơn, mà network của nó lại không bị không giống như này. Rồi sau đó ta dùng cái lệnh project ta chiếu này qua. Rồi thằng này thì các em cũng có thể là để net, có cần hiển thị network không? Rồi ví dụ cần thì kích đúp vô, chọn vô đây thể hiện network. Một bản vẽ thì nên ít network thôi. Nhiều network quá nó làm rối cái hình. Rồi bây giờ ta tiến hành ghi kích thước. Và khi các em tạo mặt cắt nè, nhớ nè, cái điểm này phải xa ra. Vừa rồi có một số bạn thi tay nghề á, tạo mặt cắt cái đường này, cái điểm này nè, nó nằm trong đây là sai, bị trừ điểm. Nên là chúng ta kéo nó ra, cái đường này không được chạm vào cái đường cơ bản. Rồi, vừa làm được xong là mình lưu lại. Nhưng mà cái này được gọi là bản vẽ chưa? Chưa. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục làm một cái hình chiếu trục đo. Vào cái chữ project tiếp. Chiếu cho nó xéo xéo. Xéo nào cũng cái hướng này không đúng. Rồi vậy thì chọn hướng khác. Nếu mà các bạn lấy cái này chiếu ra thì nó ra cắt luôn. Thấy chưa? Cắt nửa trong. Tôi lấy cái này làm một cái cắt, cái chưa cắt. Tiếp tục tôi lấy cái này tôi chiếu. Rồi hình này là hình này, muốn kiểu này hay muốn kiểu này? 1 hay 2 1. Rồi kéo nó qua đây. Bây giờ tiến hành là ghi thông tin, đo kích thước. Thì các bạn chuyển sang cái menu có tên là Annotate để chúng ta tiến hành là chúng ta ghi thông tin. Thì khi các bạn muốn làm bản vẽ thì đầu tiên các bạn đừng ghi kích thước liền, mà chúng ta phải thể hiện các cái đường tâm. Ví dụ như những cái vòng, những cái này nè, cái trụ này là cái trụ này là phải có đường tâm nè, nó nằm giữa. Như vậy lúc này chúng ta dùng cái biểu tượng centerline
để chúng ta ghi đường tâm nè. Thì khi ta chọn vào đây, ta kích vào cạnh thứ nhất, ta kích vào cạnh thứ hai thì nó sẽ ra cái đường tâm, được chưa? Rồi ngay đây cũng cần có đường tâm, nhưng mà không có vẽ bằng cái lệnh line này mà vẽ bằng cái điểm này à. Ok, rồi cái này chúng ta cũng có thể kéo xuống một xíu nữa nếu như theo, nếu như mình muốn, được chưa? Rồi thằng này cần không? Cần tâm, tâm. Ok, là đó là cái cơ bản đầu tiên. À, bây giờ chúng ta mới đo kích thước nè. Khi mà đo kích thước thì nên chọn cái hình nào mà cái chỗ nào mà có gì, có nét, nói chung là dễ hiển thị nhất thì chúng ta đo. Và khi đo thì nhớ đo từ nhỏ tới lớn ha. Ví dụ bây giờ tôi tập trung thằng này, thằng nào mà dễ hiển thị nhất thì ta làm. Ta vào lệnh dimension và ta đo từ nhỏ tới lớn nè, đo cái này trước ha. Rồi kích chụp phải, ok. Ở đây chúng ta thấy số 8 nó ghi là 8.00 à, theo tiêu chuẩn của mình thì không cần hiển thị số 0 ở sau dấu thập phân, nên trong trường hợp này chúng ta phải vô chúng ta thiết lập lại. Một là chúng ta kích chuột phải vào đây, chúng ta chọn là precision và chúng ta chọn cái số nguyên à. Nhưng mà trường hợp này thì ví dụ vậy nè à, trường hợp này là chúng ta làm tròn nó, hiểu không à, chứ không phải là bỏ số 0 sau dấu thập phân. Nên chúng ta tiến hành cài đặt nó như sau. Vào manage, chọn state editor à, thì chúng ta chọn cái mục dimension nè, nó có một ISO nè, và chúng ta bỏ cái chữ training này đi à, training nè, chúng ta bỏ đi, training chúng ta bỏ đi. Và khi tôi nhấn nút save là nó mất cái số 0 sau dấu thập phân, hình dung không? Rồi khi đo kích thước thì tránh hiện tượng là chúng ta để kích thước nó nằm lòng vào trong, hoặc là tránh hiện tượng là kích thước nó nằm giữa vậy, hiểu không? Ghi là phải chọn, nhấn giữ nè, chọn cái hiển thị kích thước làm sao cho rõ ràng. Rồi đó là cái thứ nhất. Tiếp theo đo kích thước tiếp, đo thằng này à, thằng này thì chúng ta kéo ra đây à. Chúng ta kéo vừa, ví dụ như nè, số 12 nè, chúng ta kéo khoảng chừng gấp đôi cái khe hở này nè, cái khe hở từ đây tới đây nè là bằng cái chữ số là ok, hiểu không? Đừng kéo quá xa vậy à. Nên là dựng bản vẽ thì chúng ta phải hiểu thì chúng ta dựng bản vẽ mới tốt. Rồi tiếp tục chúng ta đo cái gì, chúng ta đo cái góc nghiêng à. Ở đây á, trong bản vẽ của mình là cho trực tiếp lên đây, nhưng mà mình có bản vẽ rồi thì mình đo góc nghiêng của nó luôn. Rồi góc nghiêng vào là đo kích thước nha. Rồi tôi đo đường kính thằng này luôn đi. Cái thằng này phải có phi 38, mà mình đo nó có phi không các em? Không thì chúng ta phải thêm phi vào. Thêm phi vào bằng cách nào? Click đứt chuột thì nó hiện ra bảng này. Chúng ta di chuyển con nháy à, đây con nháy nè, ta di chuyển con nháy về đầu và chúng ta đẩy ký hiệu phi vô à. Ok, vậy là phi 38. Góc nghiêng, từ từ góc nghiêng từ từ đo sau. Bây giờ tiếp đo tiếp thằng này à, cũng 12 à, kéo nó lên, kéo lên trên này đi, xích vô xíu nè. Rồi ok, nằm này 12. Rồi còn thiếu cái gì nữa không? Rồi à, hết chưa mấy em? Rồi góc nghiêng, góc nghiêng đây à, là 30 độ. Rồi với cái hình này còn thiếu thông tin gì nữa không? Rồi đúng rồi, mình còn sẵn ở đây thì mình đo lưu độ dài, cố gắng
Và lúc này nè, thằng này phải phải ra một cấp mới. Rồi còn gì nữa không? Hả? Chiều dài thằng này phải không? Rồi, ta đo chiều dài thằng này. Ok. Thích thì đo đầu dài này luôn, từ đây tới đây nè. À, hồi nãy trên đề thiếu đúng không? Rồi, khi chúng ta đo thì tùy theo cách chúng ta kéo. Chúng ta kéo như vậy thì nó ra xuyên. Hình dung không? Còn chúng ta kéo qua kéo lại thì nó ra là đo theo phương thẳng đứng và phương ngang. Đó. Rồi còn nào nữa không? Hết. Đó. Và tiếp theo các bạn nhìn đây. Độ dày này cho luôn độ dày bên đây luôn. Ha. 20 đúng không? 20. Đó. Rồi. Sử dụng hình chiếu này để làm gì các em? Để đo cái gì? Để đo độ rộng của cái thứ nhất là bán kính của thằng này nè. Rồi, đo bán kính nè. Rồi, đo chiều dài của thằng này nè. Ok nè. Rồi đo độ rộng của thằng này nè. Ok nè. Tránh hiện tượng nằm dày nha. Nằm dày là bản vẽ không chuẩn nè. Kéo ra. Cái đường này đừng có sát quá nhưng mà cũng đừng có xa quá. Ví dụ như đây mà xa vậy là sai nè. Ha. Mã này chúng ta phải vừa qua khỏi. Vừa qua khỏi để cho nó vừa qua khỏi một dấu gạch là được. Ha. Rồi còn nhìn nó không? Rồi, bây giờ cái hình này ta nhìn xuống á thì cái hình tròn nó không phải là hình tròn nữa mà nó là hình gì? Hình elip, hình oval. Nên ta không có đo vô đây được. Ha. Ta không đo vô đây. Mà lúc này ta phải dùng một cái hình chiếu khác. Người ta gọi là hình chiếu phụ nha. Hình chiếu phụ tức là như sau. Tôi dùng cái lệnh hình chiếu tiếp và tôi dùng cái lệnh đây. Ha. Auxiliary là hình chiếu phụ. Đây, ví dụ tôi muốn ở đây tôi chọn vô hình chiếu nè. Tôi muốn nhìn hình chiếu này theo phương của cái cạnh theo phương của cái cạnh này. Đó. Thì như vậy lúc này hình này là hình chiếu phụ. Và ta kéo ra. Khi ta kéo đi, ta kéo nó không đi ha, bởi vì nó nằm theo xuyên này luôn. Nhưng mà ta muốn nó đi, ta muốn nó kéo qua chỗ khác được á, thì chúng ta kích chuột phải vào đó. Chúng ta bỏ cái chữ này đi. Chúng ta bỏ cái chữ là align nè. Ha. Align này chúng ta break. Chúng ta cắt bỏ nó đi, cắt bỏ sự phụ thuộc đi. Ha. Chọn vô khung nhìn, kích chuột phải. Ha. Đây. Chọn vào khung nhìn nè, kích chuột phải nè, chọn align nè, mà nhấn vào chữ break. Và lúc này ta kéo được. Ha. Thì khi mình nhìn ở góc độ này á, cái này nó mới tròn. Hiểu không? Thì mình mới đủ thông tin mình ghi với nó, ghi kích thước lên nè. Rồi. Nhưng mà trước khi kích thước phải ghi gì các em? Phải vẽ đường tâm. Rồi, ghi kích thước phi 38. Thằng này R. Các bạn tùy các bạn đặt. Ví dụ trong hợp này tôi thấy đặt đây là hợp lý thì tôi đặt đây. Ok. Thằng này có rồi. Thằng này á, nhìn ở góc nhìn này thì cái đường này có phải là đường tròn không? Không. Nhưng mà thằng này là đường tròn. Nhưng mà qua bên đây á, thì thằng này là tròn mà này không tròn. Rồi. Vậy thì cuối cùng nhìn lại là gì? Với bản vẽ này tôi không cần hình chiếu. Cái hình chiếu này bị dư nè. Các bạn hình dung không? Hình dung hình chiếu này không? Đó, như vậy thì với bản vẽ này của mình là không cần hình chiếu cạnh. Ha, vậy thì ta delete đi. Chứ không phải là tạo nhiều hình chiếu là tốt đâu.
Còn hình này mình muốn cần thì mình để. Hình chiếu trục đo dùng để cho chúng ta hiểu rõ hơn thôi. Rồi, ta tạo lại cái hình chiếu trục đo. Cách chừng nào cho nó như mong muốn mình thôi. Ok, ngay góc này. Rồi, ok. Rồi, và ta bố trí lại. Đó. Đấy đây nè, à, nhìn từ B nè, nhớ bố trí lại. Kéo qua, theo hướng nhìn B, nhìn vô đây theo hướng nhìn B, thấy chưa? À, với tỷ lệ 1, 2 thì nhìn ra được cái hình này. Rồi ta sắp xếp lại sao cho cái hình của mình nó gọn. Cái này là tôi thấy nó cũng không gọn lắm. Ok. Đó. Và các bạn thấy giữa hai cái bản vẽ ha, với cái bản vẽ này ha, đây undo lại. Undo làm gì? Mở lên no, mở lại. Với hai bản vẽ thì các bạn thấy là chuyện gì xảy ra? Có phải bản vẽ bên kia nó đơn giản hơn không, mà nó lại hiển thị đầy đủ thông tin hơn à? Nên là chúng ta làm bản vẽ thì chúng ta phải biết, còn hình này là này không cần. Cái nào mà nó nằm ở trong á thì nó sẽ được in à. Rồi sẵn đây tôi hướng dẫn các bạn in luôn. Thì sau này chúng ta làm đồ án này nọ, chúng ta muốn đi in thì ngoài đâu có phần mềm in printer đâu mà nó in, nó mở. Nên lúc này chúng ta sẽ xuất ra PDF bằng cách như sau. Lưu một cái, ta vào file, ta chọn export và ta chọn là PDF à. Rồi ta lưu lại. Lưu lại. Yeah à. Rồi bản vẽ tôi nằm đây, mở lên cho mấy em xem. Thì đây chính là cái sản phẩm của mình. Chúng ta lấy cái này, chúng ta đi ra tiệm in, chúng ta in. Rồi đó là cái hướng dẫn về tạo chi tiết và xuất bản vẽ.